Bloomberg ngày 3 tháng 9 dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ có thể thực hiện các biện pháp hạn chế đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc thời gian tới, trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden sắp ký một sắc lệnh hành pháp. Theo Bloomberg, có khả năng Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào TikTok, ứng dụng chia sẻ video cực kỳ phổ biến từ Trung Quốc. Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ có thể áp đặt nhiều hạn chế hơn đối với chip sử dụng cho tính toán trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, Nhà Trắng đang thảo luận với Quốc hội Mỹ về luật yêu cầu các công ty tiết lộ trước các khoản đầu tư tiềm tàng vào một số ngành công nghiệp nhất định của Trung Quốc. Trong số các lựa chọn đang được thảo luận, bao gồm thiết lập hệ thống cho phép Washington được quyền chặn các khoản đầu tư như vậy. Gần đây, Mỹ hạn chế cung cấp chất bán dẫn cho Trung Quốc và Nga. Hồi tháng trước, Tổng thống Joe Biden ký dự luật, trong đó hỗ trợ nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn trong nước trị giá khoảng 52 tỷ đô la Mỹ. Các công ty Mỹ đang bị chính phủ giám sát ngày càng chặt chẽ về hàng hóa bán cho Trung Quốc. Washington đã và đang thắt chặt những hạn chế bán hàng đối với Bắc Kinh vì cho rằng điều này gây ra nguy cơ an ninh. Cho đến nay, Mỹ vẫn theo đuổi chính sách tập trung vào việc chọn ra các công ty riêng lẻ để trừng phạt, chẳng hạn như Huawei Technology và Semiconductor Manufacturing International bị cáo buộc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đang xem xét kỹ lưỡng TikTok và tìm hiểu liệu chính phủ Trung Quốc có quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng Mỹ tham gia nền tảng này hay không. TikTok, công ty mẹ là ByteDance, trụ sở tại Bắc Kinh, khẳng định họ đã thực hiện các bước để bảo vệ dữ liệu của những người Mỹ, bao gồm thông qua hợp đồng với tập đoàn công nghệ Oracle của Mỹ.